Rất vui mừng được gặp lại các bác, các anh chị trên kênh YouTube của Ngọc Quang Bắc Giang. Một video tiếp theo em xin được giới thiệu về những sản phẩm tiếp tục lên đường bên Ngọc Quang, là những cặp loa 900C hàng bãi xịn và những chiếc vang số X5. Vâng, những sản phẩm này thì được lên đường liên tục bên Ngọc Quang khi bắt đầu cắt đai, cắt bao. Khi hàng mới về, các bác đã đặt hàng bên em rất nhiều, đặc biệt là những cặp 900C siêu tuyển, siêu đẹp và đã vệ sinh sạch sẽ như thế này. Vâng, phải nói là cực kỳ là chất lượng. Và những chiếc vàng X5 thì bên em đã setup rất chỉ là hợp với cả những dòng loa. Các bác đặt mua bên Ngọc Quang thì các bác sử dụng theo những sản phẩm loa gì, những cặp loa như thế nào và những chiếc đẩy thì bên Ngọc Quang sẽ setup cho các bác với chất lượng nó thích hợp và độ hay nhất có thể để sử dụng trên chiếc vang số. Vâng, sau đây mời các bạn cùng thử thức chất âm của cặp loa 900C và chiếc đẩy DE cùng chiếc vang số X5. Vâng, những sản phẩm lên đường bên Ngọc Quang thì rất nhiều, nhưng mà bên em ít khi làm những video đăng tải, nhưng mà tôi cố gắng mỗi một hôm em sẽ đăng tải 1 đến 2 video. Và những sản phẩm đã được đóng hàng đi cho các bác, những cặp loa B3 và bên này trong này những cặp loa BB900C và rất nhiều, bên trong kia cặp loa JBL cũng đã được đóng gói rất nhiều, rất sẵn, và sáng ngày hôm nay cũng đã chuyển đi cho các bác, và sáng sớm mai lại tiếp tục chuyển đi cho rất nhiều bác khách ở các tỉnh thành. Và các bác có nhu cầu hãy điện cho Ngọc Quang theo hai số máy quen thuộc trên tấm biển màu xanh này. Em sẽ giao hàng và chuyển hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và bên ngoài kia thì những cặp loa B3 cũng đang chuẩn bị được đóng đi cho các bác. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.